cái cảm nhận ban đầu của em với roti nó rất là sang trọng. Cái gian mình khi mình thấy cái roti thì thấy gian hàng trang trí rất là đẹp và rất là hoàn hảo. Em rất thích cái gian hàng này, hầu như là ấn tượng ngay với mình là cái máy bơm này. Thứ nhất là chị thích màu, nó chị thấy rất là bắt mắt, tại vì nó bắt mắt từ cái giao diện cũng như là cái màu sắc mấy bạn làm nền cho cái trang trí này, trang trí này coi đó rất là thích. Và cái trải nghiệm nó càng tốt hơn á khi em thưởng thức cái trà của mình, tại vì nó rất là thanh nhẹ cho nó không có một cái cường độ gì nó quá. Em có thử qua thì em thích nhất là cái dòng matcha. Đủ thì ngon, nó thơm. Mình thích những cái loại mà nó rõ trà, thì cái món là dòng làm tới cái dòng trà đen của bên bạn á, mình thấy khá là ưng ý. Là vì uống vào thì đầu tiên cái hậu vị trà thì đối với mình là cảm thấy nó lên ngon, lên tốt, nó tồn tại sau khi mình uống thì cái hậu vị nó ok. Chị cũng mới thử cái trà sữa ô long thì trà ô long thì thơm, thơm mùi ô long, không quá ngọt, vẫn là đậm vị trà. Nhất là cái trà gạo rang á, chị thích cái mùi đó, nó thơm và nó có đậm trà. Chị thích nhất á là macchiato, tại chị thích mùi béo. Mùi trà thì có thể là trà đen, nhưng mà nó hơi ngọt tí. Ai mà làm trong ngành trà thì mình cũng biết là sẽ biết đến công ty rồi. Nếu mà thưởng thức về trà thì không, ở Việt Nam mình không có nhiều cái khoảng không gian để mình thưởng thức. Nhưng mà ở Roti thì mình em thấy là nó có cả sản phẩm về mặt thị trường đại chúng và có cả sản phẩm ở về mặt hàng high end chất lượng cao. Cho nên là em rất là thích, tại vì nó có không gian để mình được trải nghiệm, mình nâng tầm cái trải nghiệm vị giác mình nhiều hơn.